kính thưa cộng đoàn dân Chúa, toàn thể thế giới loài người vẫn còn đang trong không khí tưng bừng kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Cứ như thường lệ, mỗi lần mùa Giáng sinh về, giáo hội lại đưa chúng ta về với gia đình thánh gia, nơi có Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse hôm nay tôi xin được trình bày cái chủ đề vai trò gia đình vậy vai trò là gì cái từ vai ấy, hay là cái vai là diễn viên hay là vai diễn còn cái từ trò là học trò là trò về vậy thì vai trò là chức năng là tác dụng của ai hay là cái gì đó vậy vai trò gia đình là sinh sản và ràng buộc tình yêu thì yêu thương nhau và sinh sản con cái đấy. Vậy thì vai trò gia đình Kitô hữu là tham dự các sứ vụ của Đức Kitô, trước hết là nhiệm vụ ngôn sứ, đó là loan báo tin mừng, rồi chức vụ tư tế là cộng đồng cầu nguyện và vai trò vương đế là phục vụ. Vậy chúng ta nhìn lại lời Chúa hôm nay nói về vai trò gia đình Bài đọc thứ nhất, trích chữ sách sáng thế viết về vai trò của Abraham trong gia đình là đặt niềm tin vào Chúa. Tác giả viết, ông tin Đức Chúa và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Sách sáng thế chương 15 câu 6. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Lô cũng nói về niềm tin của Abraham. Thưa anh em, Nhờ đức tin, Abram đã vâng nghe tiếng Chúa gọi ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Rồi, Thánh gia đã tuân theo lề luật về gia đình. Tác giả viết, đủ ngày thanh tẩy theo luật môi xê, cha mẹ Đức Giêsu liền đem người lên Jerusalem để dâng cho Chúa như luật dạy. Luca chương 2 câu 39. Giờ chúng ta tìm hiểu cái tầm quan trọng của vai trò gia đình. Vai trò đầu tiên, gia đình là nơi quy tụ. Dân gian Việt Nam có về nói về hôn nhân bằng cái câu đàn ông dựng nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vợ chồng thì thích gọi nhau bằng tiếng nhà tôi. Thay vì dùng từ chồng tôi hay vợ tôi hay là anh với em Chẳng hạn người ta nói nhà tôi đang ở nhà hay nhà tôi đi vắng. Nghe nó rất thân thương, gần gũi. Đây là một bức họa rất đẹp, gần gũi, dễ thương và sinh động về khung cảnh hòa hợp trong một gia đình hạnh phúc. Thánh gia đã quy tụ tất cả những yếu tố cần thiết của một gia đình hạnh phúc. Thánh Du Xe đã nêu gương trong vai trò làm chú gia đình. Đức Maria đã chu toàn trách nhiệm làm mẹ và làm vợ Chúa Su dành 30 năm sống trong gia đình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở đâu, gia đình vẫn là nơi để đi về. Như các cô nói, chúng ta có nhiều chốn để đi, nhưng chỉ có một nơi để về là gia đình. Hãy quý trọng ngôi nhà này. Người ta xây nhà để ở, đừng có ra đường mà ở, hay là đi ở nhờ nhà người khác. Có câu thơ về gia đình như sau, đẹp thay hai tiếng gia đình, trong ngần câu hát lung linh vang hòa ăn vui hạnh phúc mái nhà có công dưỡng dục mẹ cha tháng ngày Thì chúng ta sang đến vai trò thứ hai gia đình là nơi đảo luyện thánh du xe và mẹ maria sống mẫu mực yêu thương nếu gương chia sẻ cho nhau sóng gió kiếp nghèo trong gia đình chúa xu có mẹ có cha để tu thân tích đức ngài cũng đã phải tập đi tập nói tập viết, phải đọc thánh kinh, luật lệ. Ngài cũng tập kéo cưa, cầm đục để lao động có hiệu quả. Trong mọi thể chế chính trị, xã hội hay tôn giáo, gia đình vẫn được coi là nhà trường đầu tiên, là nơi đào tạo quan trọng cho mọi lớp người. Muốn gia đình hạnh phúc, ngôi nhà êm ấm, cần phải có sức mạnh của tình yêu hợp nhất Kết hôn thì dễ đấy Nhưng sống hôn nhân mới là khó Vì nó không chỉ là mấy tháng Mà phải kéo dài suốt cả cuộc đời Những cơn sóng gió sẽ nổi lên Làm trao đảo con thuyền hôn nhân Đang trôi giạt trên biển cả trần gian Có câu chuyện vui trên mạng đứa con coi sang hỏi mẹ Mẹ ơi Sao trong đám cưới cô dâu chú rể lại nắm tay nhau à? Và mẹ nói, đó là nghi thức đó con ạ à. Điều con chưa hiểu lại hỏi tiếp Vậy mẹ nói rõ hơn đi cho con đi Mẹ nói cũng như võ sĩ trước khi vào trận ấy mà Như vậy thì bà này đã ví hôn như, như là trận chiến vậy Nhà thơ Trần Thu Miên đã đau lòng thốt lên Đêm nằm nghe vợ thở dài Chuyện nhà tan tác Chuyện ngoài tả tơi Sáng mai ngoắc miệng nhìn đời Lo cơm lo áo rã rời sát thân. Người Argentina có điệu nhảy tango tình yêu gồm các yếu tố cứng và mềm đã làm nên vẻ đẹp, hấp dẫn, oai phong, ẻo lả biểu hiện sự kết hợp âm với dương cũng là quan điểm của nho giáo và Phật lão giáo là có trống có mái, có trai có gái có ngày đêm thăng trầm nội ngoại trong với ngoài hay dâu với rể để tạo nên quân bình trong cuộc sống bây giờ chúng ta sang vai trò thứ ba gia đình là nền tảng xã hội xã hội bao gồm các gia đình đời sống gia đình tốt đẹp sẽ tạo nên một xã hội an bình nếu chỉ chọn bạn trăm năm dựa theo tiền tài chức quyền tài năng sắc dục danh vọng thì họ đã xây nhỏ tòa nhà hôn nhân trên cát một khi những thứ trên đây mất đi tòa nhà hôn nhân sẽ sụp đổ. Hôn nhân phải dựa trên nền móng đạo đức, vợ chồng biết yêu nhau thật lòng, luôn thông cảm cho nhau, chín bỏ làm mười, tất cả đều phải rõ ràng công khai, như vậy hôn nhân mới có thể tồn tại. Rồi phải luôn phát triển ngôi nhà của mình, cuộc sống luôn có những thách đố, mọi thứ hôm nay tốt đẹp đấy, nhưng rồi luôn có những bất ngờ xảy đến, nếu không luôn củng cố tình yêu và phó thác nơi tin Chúa thì sẽ dễ dẫn đến nhạt phai. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan. Hoa rơi, hoa nở, hoa lại tàn, tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan. Người ta xây nhà để ở, chứ không phải là bỏ hoang. Trong một căn nhà mà không có tình yêu, thì đấy thật là một bãi tha ma lạnh lẽo, không có tiếng cười nói của người lớn hay là tiếng khóc của trẻ nhỏ. Do đó, sức mạnh, này, vẻ đẹp, sự linh động và sự tồn tại của ngôi nhà chính là được cư ngụ ở trong đó. Tình yêu tạo nên mái ấm gia đình. Rồi cũng đừng tham lam xây tổ ấm của người khác. Đừng tưởng rằng cứ bỏ bạn trăm năm đi để xây dựng một tổ ấm khác sẽ tốt đẹp hơn. Nhiều người nuối tiếc cái tổ ấm đầu tiên của mình khi lỡ lo xây nhà cho người khác bởi vì chồng trước đánh đau, chồng sau mau đánh. Xây nhà rồi còn phải xây hàng rào để phân ranh trong ngoài không ai được xâm nhập vào bên trong hàng rào gia đình riêng tư của mình. Phải chung thủy với nhau trọn đời, không đứng núi nọ trong núi kia cũng đừng quá tự hào về mình có câu chuyện tìm nửa kia tốt hơn một tạp chí mỹ tổ chức cuộc thi bình chọn người đàn ông ưu tú nhất sau đó một thời gian thì ban biên tập nhận được một bức thư như sau được biết tạp chí bình chọn người đàn ông ưu tú sau khi đã suy nghĩ kỹ tôi cho rằng có lẽ tôi là người lý tưởng nhất với các ưu điểm sau đây tôi không uống rượu không hút thuốc, tuyệt đối trung thành với vợ, không hề nhìn ngắm phụ nữ nào khác, không xem phim, xem kịch, tối tôi đi ngủ sớm, sáng tôi cũng dậy sớm. như vậy anh ta có thể hơn cả nhà tu nữa, nhà tu chưa chắc được như vậy. Chủ nhật ấy tôi đều muốn đến nhà thờ, nhưng mà nhân tiện đấy, tôi cũng xin nói luôn, một năm nữa là tôi được mãn hạn tù. anh ta cho mình là nhất vì đang trong nhà tu trong nhà tù thì sao anh ta có thể uống rượu hút thuốc rồi nhìn gái để xem phim vân vân anh ta tự hào về anh nhưng là anh trang trong nhà tù rồi vai trò thứ bốn gia đình là giáo hội thu gọn mỗi gia đình là hình ảnh thiên chúa ba ngôi ba ngôi hiệp nhất yêu dấu và chia sẻ mọi sự với nhau thì mỗi gia đình cũng phải đoàn kết trong tình yêu thương lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, ngày nay cái nơi gia đình đang bị đe dọa, mất dần vai trò tổ ấm. Nhiều quốc gia đó muốn loại bỏ đơn vị gia đình nhưng bất thành. Thực tế trong cuộc sống, xã hội nào cũng cần có những gia đình lành mạnh và tôn giáo nào cũng đều muốn mọi gia đình hạnh phúc. Khi tôi hiếu phải xây dựng gia đình theo thánh ý Chúa, nhiều ông chồng nghiện ngập, trạ tình, khô khan; nhiều bà vợ bất tín, hoang phí ích kỷ; nhiều đứa con chạy theo danh lợi thú mà quên tình cha nghĩa mẹ. Mỗi gia đình khi tôi hiếu hãy tỏa hương thơm của giáo hội, biết đoàn kết, yêu thương, sống bác ái, góp phần xây dựng giáo hội để mọi thành viên được hạnh phúc máy ấm gia đình là công lao xây dựng của vợ chồng không riêng của ai của chồng thì công vợ hãy thực hiện lời dạy của thánh kinh tôi muốn trở nên mọi sự cho mọi người cầu xin thiên gia cho mọi người trong gia đình phát huy vai trò hôn nhân sống hòa thuận trên thuận dưới hòa con cái thảo hiếu vợ chồng thương yêu nhau đó là điều kiện để gia đình được hạnh phúc và an bình trong suốt cuộc đời Chúc mọi người được một buổi Giáng sinh an lành và hạnh phúc an